Dạ, xin chào các anh. Hôm nay cũng là một cái ngày bàn giao xe. Có rất là nhiều xe rồi Phil ở tại đây. Thì hôm nay Châu cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị đã ủng hộ Royal Enfield. Thì hôm nay là một quá trình xe luôn. Rất là vui khi mà hôm nay là bàn giao xe cho các anh chị ở các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh nè, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam và thủ đô Hà Nội. Đó thì cũng qua đây cũng không biết cảm ơn như thế nào. Cũng quay một số phút thôi, không dám nói nhiều, nói nhiều có đâm ra là không có hay. Cũng xin cảm ơn tất cả các anh đã luôn đồng hành cùng với Châu trong thương hiệu Royal Enfield tại Việt Nam. Xin cảm ơn các anh. Đó thì hôm nay sẽ gửi lời cảm ơn tới các anh một xíu nha. Đây sẽ đi một vòng các xe đây. Đây là chiếc quân đội chuẩn bị về thủ đô Hà Nội. Cũng xin chân thành cảm ơn anh Lê Văn Quê đã luôn đồng hành ủng hộ Châu trong suốt thời gian vừa qua. Thật sự thì cũng rất là cảm ơn anh khi mà thời gian vừa qua anh chờ xe cũng khá là lâu, nhưng mà Châu cũng cố gắng để hoàn thành giao xe cho anh trong thời gian sớm nhất, trong thời gian mà trước Tết Nguyên Đán, để cho anh có xe vi vu cùng bạn bè gia đình. Đó, thì nếu như mà trong thời gian vừa qua có cái gì mà anh không vui, không hài lòng thì cũng mong rằng là anh Quê bỏ qua nha. Cảm ơn anh Quê rất nhiều đã ủng hộ sản phẩm Royal Enfield tại Việt Nam. Rồi, tiếp tục. Đây là anh Giang. Đó, cũng xin cảm ơn anh Giang đã luôn đồng hành cùng Royal Enfield. Cảm ơn anh Giang đã tin tưởng ủng hộ em từ thành phố Nha Trang. Đó, đây là chiếc xe của anh Giang. Còn đây là chiếc xe của anh Linh. Anh Mạnh. Cũng xin cảm ơn anh Mạnh ở tại thủ đô Hà Nội đã ủng hộ em. Đó, luôn đồng hành cùng với em trong suốt thời gian vừa qua, chờ đợi từ tháng 11. Ngỡ rằng là anh em mình chờ xe qua Tết, nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà có xe trong trước Tết này. Đó, xin cảm ơn anh Mạnh nha. Màu xanh quân đội rất là đẹp. Đây, đặc biệt là xe của anh Bách. Đây là một chàng trai rất là trẻ. Đó, cũng xin cảm ơn anh Bách đã luôn đồng hành cùng với Châu. Anh quyết một chiếc xe Bullet rất là nhanh. Thật sự một người trẻ tuổi mà chọn chiếc xe Bullet này thì một cá tính rất là đặc biệt. Xin chúc anh vui cùng Bullet nha. Đây, tiếp tục, đây là chiếc xe được về thành phố Đà Nẵng. Đó, đây là chiếc xe của anh Tuấn là về Quảng Nam, về Hội An. Đó thì cũng qua đây xin cảm ơn anh Tuấn đã ủng hộ em. Đó, màu chrome graphite rất là đẹp luôn. Còn đây là chiếc xe của chị Linh. Đây là chiếc ở tại thành phố Đà Nẵng. Đó, một chrome đen. Xin cảm ơn anh chị, chúc anh chị luôn vui vẻ trên tuyến đường cùng Royal Enfield. Đây là chiếc xe của anh xe này là của đây, để mình nhớ, xe này là về Hà Nội nha. Xe này là chiếc chiếc này là chiếc của anh Đô. Xin cảm ơn anh Đô thiệt, là tại vì mình không có ghi cái số điện thoại của anh ở trên yên. Đó, xin cảm ơn anh Đô. Đây là chiếc màu xanh quân đội được về thành thủ đô Hà Nội. Còn đây là chiếc xe màu green gray. Đó, chiếc này là mới vừa về Việt Nam. Đó, chiếc này có cái điều đặc biệt là hai tháng đĩa, chắc anh chị cũng đã biết rồi. Đó, xin cảm ơn.